Đây là sản phẩm Meizuji chuyên đặc trị nám, thâm tàn nhang, trắng da. Cái bộ này bán siêu chạy luôn. Mùa này mà mấy chị dưỡng kem này là nhất, gọi là đẹp da lắm luôn nha. Đây, đây. Tem bên em là tem BB nha mọi người. Đó, mở lên nó có chữ Meizuji dưới này nè. Mọi người thấy chữ Meizuji không? Đó, cái tem nó khi mà dán lại như này. Mua về mình kiểm tra bằng cách mình gỡ tem nha mọi người. Tem bên em là tem BB nè. Tem BB cosmetic nè. Đây là cái tem chuẩn và xịn nhất, cũng như là giá đắt nhất so với những cái tem. Cái tem chỗ này rất là quan trọng. Mọi người sẽ biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, cũng như là đâu là hãng nào nha. Tem BB đây là tem xịn nha. Nó sẽ có tem HB và có nhiều chữ lắm nha mọi người. Tem HB rồi tem tùm lum hết. Nhưng mà tem chuẩn nhất của nó là tem BB. Thằng kẻo mua trúng hàng giả hàng nhái, xài ảnh hưởng da mặt nha mọi người.